Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại điểm bán may của bé Vàng ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay bé Vàng có về một số phô mai ha. Bonsai để bàn nè, rất nhiều dáng thấy ha. Giá thì rất mềm luôn. Rất mong quý vị ủng hộ cho bé Vàng ha. Đúng bonsai, tay cành liều. Rồi, chào bé. Dạ, chào chú Tâm, chào các cô chú anh chị gần xa. Hôm nay con về lô mai phôi của giả Hữu Đức, mong các cô chú anh chị ủng hộ con. Con hình thức là con bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bao ship toàn quốc ha. Dạ. Địa chỉ con là ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi, bắt đầu đo thông số ha. Dạ. Rồi, chiều cao trước. Chiều cao của cây này 77. Rồi. Cây này là 81. Rồi, hoành thân. Quanh cây này là 10. Rồi. Đây nôm 6 ha. Dạ. Cái này là 11. Rồi, xem vòng luôn đó. Rồi, giá nhiêu? Dạ, hai cây con giao lưu giá 400. Rồi, 2 cây 400 ha. Dạ. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo ha. Dạ. Con lên đồng giá luôn. Con lên mã số 2. Rồi, số 2, 2 cây luôn. Cái này cao 55. Cái này cao 85. Rồi. Quanh là 12. À. Quanh này cao 11. Rồi, xem vòng luôn ha. À, đây đây. Dạ. Cây này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. Dạ. Một ship toàn quốc. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Cây này cao 44. Rồi, số 3 ha, 2 dạ. Cây luôn. Cây này cao 32. Quanh là 11. Rồi. Nôm, củ nở. Dạ. Cây này 12. Rồi, xoay vòng luôn. Cặp này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, 2 cây 400 luôn. Dạ. Rồi, xuống cây, lên lô tiếp theo. Đây là số 4. 2 cây lùng lực luôn, bonsai để bàn. Cái này cao 26. Cái này cũng cao 26 luôn. Rồi. Hoành là 11. Cái này hoành 10. À, đây đây. Đây. Đây đẹp. Cặp số 4 này con cũng giao lưu giá 400 luôn. Rồi, 2 cây 400 luôn. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Cặp số 5 luôn. 2 cây lùng lực bonsai để bàn. Này cao 13. Cặp này cây này cao 17. Hoành là 10. Rồi, để đây. Này cũng 10 luôn. À. Cặp số 5 này cũng giao lưu giá 400 luôn. Rồi, 2 cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 6. Dán siêu dán bay ha. Dạ. Cái này cao 48. Rồi. Cái này 53. À, đấy nôm cũ nở. Dạ. Cái này là hoành 9. Cái này là hoành 10. Rồi. Dạ. Cả phút sáng là con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, 2 cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Số 7, 2 cây luôn. Cây này cao 37. Cây này cao 52. Rồi. Hoành cây này là xa 9. Nôm cũ nở ha. Dạ. Hoành cây này là 10. Rồi, để đây. Bonsai để bàn luôn. Tay cành đều nè. Số 7 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, 400 luôn, có ngay 2 cây. Dạ. Rồi, lên cây tiếp theo. Ôi mà, số 8. Cái này cao 43. Cái này cao 61. Rồi. Bên cây này là 10. Bên cây này cũng 10 luôn. À, đây đây. Lơm đẹp ha, củ dạ. Nở.
Cặp số 8 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Cây này cao 49. Cây này cao 46. Rồi. Nôm đẹp ha. Dạ. Cây này hoành 11. Cây này hoành 10. Rồi. Cặp số 9 này còn giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Mà số 10. Rồi, số 10 hai cây. Cây này cao 68. Cây này cao 53. Cây này hoành 9. Cây này hoành 11. Rồi, đây đây. Đơm đẹp ha. Dạ. Mã số 10 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Cây này cao 24. Cây này cao 13. Cây này hoành 11. Rồi. Cái này cũng hoành 11 luôn. À, đây đây. Cặp số 11 là con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Cái này cao 43. Cái này cao 71. Rồi. Bản thân cây này 12. Cây này 11. Rồi, để đây gì? Cặp số 12 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Cây này không tăng dù ha. Dạ. Cây này cao 42. Cây này cao 43. Rồi. Bành cây này là 12. Bành cây này là 10. Đây đây. Cặp số 13 này con giao luôn giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Hai cây đến nôm luôn ha. Dạ. Cây này cao 67. Cây này cao 49. Rồi. Vành cây này là 10. À. Vành cây này là 10 luôn. À, đây đây. Đây đẹp. Cặp số 14 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Cây này cao 48. Cây này cao 39. Rồi. Cây nôm cũ nữa ha. Dạ. Này là hoành 11. Cây này hoành 10. Rồi. À. Nôm đẹp. Dạ. Cặp số 15 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Cây này cao 41. Cây này cao 45. Rồi. Hoành cây này là 11. Cây hoành này là 10. Cây hoành 9. Đó, để đây. Nôm đẹp cũ nữa ha. Đây cành điều nè. Cặp số 16 là con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Cây
Cái này cao 27. Cái này cao 35. Rồi. Quanh cái này là 11. Quanh cái này cũng 11 luôn. Đây đây. Đây đẹp luôn. Bonsai để bàn. Cặp số 17 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Lên cặp số 18. Cái này cao 24. Cái này cao 46. Vành cây này là 10. Rồi. Cái này lùng lực ha. Dạ, cây cũng vành 9. Rồi, xe dòng đế luôn. Đó. Cặp số 18 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, bonsai đi bàn luôn ha. Dạ. Cây này cao 21. Cây này cao 19. Rồi. Cây này hoành 8. Cây này hoành 10. Rồi, đây đây. À, nôm đẹp. Cặp số 19 này còn giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Cây này cao 16. Rồi. Cây này cao 20. Cái này hoành 10. À. Này hoành 11. Rồi, đây này cái gì? Đây đẹp. Cặp số 20 được con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Cái này cao 68. Cái này cao 50. Rồi. Vành cây này 11. Vành cây này 12. À, đây đây. Cặp số 21 được con giao lưu giá 400. Rồi, hai cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Rồi, hai cây đẹp luôn. Cũ nở. Cây này cao 39. Cây này cao 44. Cây này hoành 9. Rồi. Cây này hoành 11. Cặp số 22 con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Cặp số 23. Tay cầm đều ha. Dạ. Cái này cao 46. Cái này cao 44. Quanh cây này là 11. Rồi, nôm đẹp. Cái này là hoành 11 luôn. Rồi, để đây. À, cũ nở. Cây cành điều. Cặp số 23 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Cặp số 24. Cây này cao 58. Cây này cao 69. Nên nôm cũ nở ha. Cái này hoành 10. Rồi. Cái này cũng hoành 10 luôn. À, đây đây. Cặp số 24 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. À, đây đẹp. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Dáng trực và dáng siêu nè. Cũ nở luôn.
Cây này cao 45. Cây này cao 62. Cây này hoành 9. Rồi. Cây này hoành 11. À, để đây. Cặp số 25 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400 luôn. Rồi, xuống cây. Cây này cao 51. Rồi. Này cao 43. Cây này hoành 11. Cây này cũng hoành 11 luôn. Đây đây. Cặp số 26 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Rồi, lên cây tiếp theo. Cặp số 27. Cây này cao 60. Rồi. Cây này cao 39. Hoành này cao 11. Hoành 11. Cái này hoành 11. À, nồm quái ha. Dạ. Cặp số 27 đang giao lưu giá 400 luôn. Rồi, 400 luôn. Bán 2 cây. Dạ. Rồi, lên cây tiếp theo. Cây này cao 64. Cây này có cành bay ha. Dạ. Cây này cao 26. Rồi. Còn cây này là 12. Rồi. Vành cây này 11. Cặp số 28 là giao lưu giá 400 luôn. Rồi, hai cây 400. Này cao 52. Này cao 50. Cái này hoành 9. Cái này hoành 8. Rồi. Để nôm đều luôn. Cặp số 29 này còn giao lưu giá 400. Rồi, hai cây 400. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Cặp 30 cũng là cặp cuối clip của con luôn. Cây này cao 48. Rồi. Cây này cao 27. Này là hoành 12. Rồi. Cây này hoành 10. À, đây đây. Đây đẹp. Dạ. Cây này, cây 30 này con giao lưu giá 400 luôn. Rồi, có nhắn gửi gì không bé Vàng? À, cuối clip là con gửi bà con cô bé cần xa, ai thích cây nào thì liên hệ con. Cô chú anh chị Hoàng Sa ủng hộ con cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho bé Vàng. Và bây giờ mình cũng tạm dừng rồi nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.